Chuyện một tâm hồn, Thánh nữ Teresa, Hài đồng Giê-xu, phần 70, Đạo thần đồng rất cao. Lạy Chúa, con không thể suy thấu đáo được lời cầu xin này. Con xem mình đã ước muốn táo bạo quá. Nếu táo bạo thật, con xin đem lẽ chữa mình thể này. Trẻ con hơn người được điều là chẳng ai thèm chấp. Chúng nói thì nói chứ biết suy gì lời nói. Nhưng ở trường hợp cha mẹ chúng được phong vương, giàu vàng trăm bạc triệu, hẳn là chẳng ngại ngần làm thỏa lòng dù phải phí tốn. Những đứa con mình yêu dấu hơn là yêu dấu chính mình. Lại để ý chiều con, nhiều cha mẹ đã có những cách yêu con, yêu như điên như dại, thậm chí có lần đã đi tới chỗ nhu nhược. Ôi Chúa Giê-xu, vua cả trời đất, con là con cái hội thánh. Hội thánh là hoàng hậu, là hiền thê của Chúa. Con không nài xin Chúa ban của cải, ban vinh quang, cả sự vinh sang thiên đàng, con cũng chẳng muốn nài xin. Bao vinh sang xin để nhường cho các anh chị là các thiên thần và các thánh. Còn vinh quang của con chỉ là ánh quang chói rực, chói rọi trên chén hội thánh, mẹ nhân lành của con thôi. Lạy Đức Chúa Giê-xu, con tha thiết nài xin Chúa một sự tình ái. Con cố gắng hiểu biết một sự, đó là tình ái. Còn bao nhiêu công việc cả thể lẫy lừng tăm tiếng, con xin hàng hết. Con không thể đi rao giảng phúc âm hay đi đổ máu ra vì đạo thánh được. Nhưng có hệ gì điều đó, đã có các anh con làm thay con rồi. Với phận nhỏ bé, con cứ việc đứng hầu bên tòa Chúa ngự để yêu mến Chúa thay các binh tướng đang giao chinh ở chiến trường. Biết vậy rồi, nhưng phải làm gì để minh chứng lòng kính mến đó? Tình ái cần phải được minh chứng bằng việc làm. Vậy thì thế này, con bé sẽ tung hoa, sẽ lấy những cánh hoa làm lễ bạc lòng thành kính tín dâng lên Chúa. Sẽ lấy hương hoa làm thơm tho tòa Chúa ngự. Sẽ lấy tiếng hát như tiếng chuông vàng để ngâm nghe bài ca tình ái. Vâng, lạy Chúa chí ái, chót cuộc đời tạm bợ này, con chỉ biết làm bấy nhiêu để tỏ tình yêu mến Chúa. Trước thánh nhan Chúa, đời con sẽ qua đi trong khuôn khổ ấy. Con không còn cách nào khác để tỏ tình ái ngoài cách kiếm hoa tiến Chúa. Nghĩa là con không dám bỏ qua dịp nhỏ mọn mà chẳng tế lễ Chúa ý riêng con dù một liếc mắt, một hơi thở, một lời nói. Con nhất quyết lợi dụng tất cả những việc rất nhỏ nhặt và làm tất cả những việc nhỏ nhặt ấy vì tình ái. Con lấy tình ái làm then chốt mọi sự, đau khổ vì tình ái, sướng vui vì tình ái. Đó là những cánh hoa con dâng tiến Chúa đấy. Con chẳng bỏ qua hoa nào mà chẳng hái dâng Chúa. Con vừa hái vừa hét, hét hoài, hét cả những khi phải chui vào hái hoa trong bụi gai góc. Gai càng sắc càng nhọn, giọng con hét càng ngân càng nghe, tiếng con ca thanh dịu dàng. Song lạy Chúa Giê-xu, nào vật thử gì cung giọng ấy, những cánh hoa ấy. Về phương diện tình, như con hiểu, những trận mưa hương ấy, những cánh hoa dễ dập nát và vô giá trị ấy, những tiếng hét tình tứ ấy của một trái tim non, dầu sao cũng vồn vã, cũng cảm khoái lòng Chúa rất nhiều. Những cái không đáng gì đó sẽ làm hài lòng Chúa, sẽ làm mỉm cười hội thánh khải hoàn. Và như muốn đáp tình quyến luyến vui chơi cùng đứa con thơ, hội thánh nhặt những cánh hoa ấy dâng lên tay Chúa như để ướp lấy một giá trị tuyệt đối, rồi lại cầm vất xuống hội thánh đau khổ, đập dập nát bởi những ngọn lửa hồng đang nung nấu đốt các linh hồn. Sau đó lại tung mình lên hội thánh chiến trận để kích thích công cuộc toàn thắng. Lạy Đức Chúa Giê-xu, con kính mến Chúa, con yêu dấu hội thánh là mẹ con. Con vẫn đinh ninh lời Thánh Gioan Thánh Giá đã nói: một chút xíu tình ái tinh ròng tấn ích cho hội thánh hơn hết những công việc to tát khác tổng hợp lại. Nhưng trái tim con có đâu được vẹn tuyền thanh sạch? Những ước ao của lòng con phải chăng là những giấc mộng, là cơn mê mẩn? Than ôi, nếu quả thật thế, xin Chúa soi sáng cho con biết, vì chủ ý con làm là tìm chân lý mà thôi.
Nếu những ước ao của con càn dở, xin Chúa phá tan đi hết, vì những ước ao ấy làm khổ cực lòng con lắm lắm. Song con cũng thú nhận rằng, nếu chẳng có ngày nào là ngày con được tới đến những miền rất cao sang mà linh hồn con đang khát khao mong mỏi đây. Có lẽ trong cái khổ tâm bởi ước ao như điên như dại này, con còn cảm thấy ở cõi lòng một chút êm ái dịu ngọt hơn là khi con đã được về vẫy vùng giữa biển khoái lạc vô biên mà còn phải đem theo những ước ao ấy. Trừ khi bằng phép lạ, Chúa đã làm cho con quên hẳn lòng ước ao ấy đi. Ôi Chúa Giêsu, ôi Chúa Giêsu, nếu nguyên một sự ước ao kính mến Chúa thôi mà đã làm con vui sướng dường này, thì một khi thật được quyền sở hữu tình ái ấy, được vui hưởng thỏa thuê vô cùng vô tận trên cõi phúc, còn biết hân hoan sung sướng dường nào. Tại sao một kẻ yếu đuối thiếu thốn như con lại có thể tham vọng yêu mến Chúa dạt dào và mạnh mẽ như thế? Ôi rất lạ lùng. Lạy bạn cực thánh, thiếu chi những trang anh hùng hào kiệt, những bậc trượng phu khí phách khác thể phượng hoàng bay lượn tới trời xanh, sao Chúa chẳng ban cho công phô đấng đã ước ao những công cuộc cả thể lừng ấy? Vậy thứ gì con chỉ là một con chim non cánh trần mình trụi, vài chiếc lông lưa thưa, dám đâu sánh so với các phượng hoàng? Con chỉ được như phượng hoàng cặp mắt và trái tim. Vâng, dầu là thân phận tiểu ly bần tiện lắm, con cũng dám nhìn mặt trời, là đấng mà con thằng trìu mến. Con nhìn mà chẳng mỏi chẳng chán, càng nhìn càng sốt sắng, chỉ muốn tung mình lên cao tới đấng đã yêu dấu. Con lăm le muốn bay bổng lên như chim phượng hoàng để đã lòng ao ước, nhưng không sao được, con chỉ có sức cất nổi đôi cánh nhỏ của con là cùng. Vậy thì tính làm sao? Có đành chịu chết vì đau đớn nhìn mình bất lực chăng? Không dám đâu, cả đến phiền con cũng chẳng dám phiền một chút. Thôi thì con cũng đành nhẽ phó mặc ý bề trên mà cứ đứng yên yên đấy, chố mắt nhìn mặt trời, rồi có chết cũng cam lòng đành phận. Con chẳng còn sợ hãi gì hết, dù bão gió, dù mưa nắng, mà ví dù mây đen đùn đùn che mắt lấp hẳn mặt trời yêu dấu đó, đến cái bước phải tin rằng đời con không còn gì khác, chỉ còn đêm tối và đêm tối, con cũng cứ vui và vui cho trọn vẹn. Giờ phút đó hơn khi nào hết, lòng cậy trông của con càng vươn sức đến cùng độ. Con cũng không cần phải rời đi nơi khác, vì đã nhận biết chắc chắn rằng bên trên những tầng mây đen nghịt nặng nề kia, mặt trời con trìu mến vẫn đang rực rỡ, rãi sáng dịu dàng ấm áp. Lạy Chúa con nói bấy nhiêu lời là vì đã hiểu lắm lòng Chúa yêu dấu con. Như Chúa đã biết, dầu đời con đã quyết chuyên lo một việc yêu mến Chúa, mà nhiều khi con vẫn còn sao nhãng. Con rời xa Chúa, con mò mẫm vào những vũng nước hôi tanh gặp ở đường, lấm ướt cả đôi cánh non nớt của con. Tình cảnh ấy, con chỉ còn biết rên rỉ như chim én. Và lạy Chúa, nguồn yêu đương vô cùng, tiếng rên rỉ ấy như mách bảo Chúa tất cả sự thể cơ cực linh hồn con, như nhắc nhở Chúa nhớ tới lời xưa đã phán: ta không đến kêu gọi người lành, một kêu gọi kẻ tội lỗi. Nhưng ví thử, Chúa đã giả điếc làm ngơ những tiếng rên xiết thảm thiết của vật Chúa đã làm sinh thành này mà chẳng muốn đoái nhìn nhận nữa, thì con cũng bằng lòng chịu ướt, chịu rét. Con lại vui mừng vì được chịu một hình khổ cân xứng với tội. Lạy mặt trời chí ái, con sung sướng nhìn nhận thân phận nhỏ bé trước nhan Chúa, lòng con thư thái an tịnh lắm. Con biết các thánh là những phượng hoàng hằng trầu trực trước cửu trùng thiên quốc vốn thương hại con, phù trì bênh đỡ con, xua đuổi loài chim kền, hình bóng của ma quỷ chỉ rừng trực vồ xé con. Ôi, con không hề sợ loài quỷ dữ ấy, con không phải là mồi nuôi chúng, con là mồi ngon, mồi lành của phượng hoàng cực thánh đời đời.
lạy ngôi hai cực thánh, lạy đấng cứu chuộc con. Thật Chúa là Phượng Hoàng tôi yêu mến hằng lưu luyến. Chúa đã xuống thế gian, đã chịu tử hình trên thánh giá để cứu các linh hồn, đem về đặt giữa lò lửa mến yêu vô cùng là ba ngôi cực thánh. Dù Chúa đã về ngự ngai vinh hiển cả sáng thiên đàng, song Chúa còn muốn để mình lại trong hình bánh trắng nhỏ ở khắp thế gian để lấy thịt máu Chúa làm của nuôi loài người. Lạy Chúa Giêsu, con mạn phép thưa cùng Chúa rằng Chúa yêu dấu loài người chúng con dường như điên dại rồi. Chúng con biết đền trả ơn nghĩa thế nào cho xứng tình ái ấy. Ôi trái tim con những chập chờn muốn bay lên tới Chúa. Lòng con trông cậy Chúa thật là bát ngát vô cùng vô tận. Than ôi, con cũng biết rằng đáp lại tình ái hải hà, các thánh xưa rầy cũng đã yêu mến Chúa như điên như dại. Với tình ái, các thánh đã làm nhiều việc cả thể phi thường. Các thánh là những phượng hoàng, sức vóc mạnh mẽ, chí như phận con, là con chim non, hèn mọn, yếu đuối, làm việc cả thể sao được. Với tình ái, con chỉ biết điên dại bằng cách riêng này là ước ao, khát được tình Chúa thương, nhận con làm của lễ toàn thiêu. Con xin được nhờ các thiên thần và các thánh cầu bầu cho con được mượn đôi cánh của Phượng Hoàng cực thánh là Chúa để bay lên cùng Chúa. Dầu Chúa còn muốn để con đứng nhìn Chúa bao lâu nữa, cũng xin mặc thánh ý Chúa. Con chỉ ước ao được Chúa đoái nhìn lại con, cho con say sưa, mê thiếp đi vì cái liếc nhìn của Chúa. Con khát vọng được trở nên mồi ngon lành thơm tho cho phỉ tình Chúa yêu dấu. Con trông rằng có ngày kia Chúa sẽ cúi xuống ôm lấy con lên trời, bỏ con vào biển lửa tình ái, dìm con xuống tới đáy vực yêu thương để con được hả hê, say mê vui sướng, biến thành của lễ tình tứ, phúc lộc đời đời trong biển tình.